Cây xà đen là một loại dây leo thân gỗ, mọc thành bụi, cả lá, cành và thân đều có thể sử dụng trong các bài thuốc. Ở Cà Mau có một thanh niên đang nổi lên như một hiện tượng khi khởi nghiệp thành công với cây xà đen, khi mang về thu nhập tiền triệu mỗi ngày. 6 năm trước, anh Đỗ Quốc Khánh ở ấp Mũi Tràm C, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, tình cờ mua cây xà đen về chữa bệnh gan cho cha mình. Anh Khánh thấy hiệu quả nên gom góp số vốn hơn 350 triệu đồng mua giống về trồng thử. Sau nhiều lần thất bại và tự học hỏi cách trồng từ mạng Internet, anh Khánh thành công với 1 hectare. Hiện tại anh còn chiết cành để nhân giống bán cho những người dân nếu có nhu cầu. Huyện đoàn cũng hỗ trợ anh tìm đầu ra cho sản phẩm bằng cách giới thiệu sản phẩm tại các hệ thống quán cà phê khởi nghiệp. Theo anh Khánh, cây xà đen dễ trồng và có thể trồng xen thêm cây đinh lăng. Đặc tính của cây là ưa sáng và ưa nước, thích hợp ở những liếp đất cao. Với biện pháp cắt cành xen kẽ nên mỗi ngày anh Khánh đều có sản phẩm bán ra thị trường. Mỗi ký lá và cành tươi có giá 100.000 đồng. Anh còn chế biến trà túi lọc. Nhiều người nuôi tôm cũng lựa chọn sản phẩm của anh để trộn với thức ăn cho tôm. Từ các sản phẩm như xà đen, đinh lăng, thìa canh, mỗi tháng anh Khánh có thu nhập hơn 20 triệu đồng. Hiện tại thì cái cây này nói chung là nó phù hợp với cái vùng đất ở đây rồi. Thì nói chung là cũng trồng cây này thì cũng tạo thêm cái thu nhập thêm cho gia đình. Chỉ tốn chi phí đầu tư cây giống ban đầu và các hệ thống ống tưới nước tự động, ít tốn công chăm sóc, sản lượng ra lá vào mùa mưa rất lớn. Bởi thế, ngành nông nghiệp xác định đây là mô hình hiệu quả nếu thanh niên có đam mê và đủ kiên nhẫn muốn phát triển. Mô hình thì phát triển nhưng mà hiện tại thì cái mình để mà giúp đỡ cho cái mô hình mình phát triển thêm nên thời gian tới thì xã đoàn cũng định hướng là đưa cái sản phẩm của bạn Khánh này đi ra những cái quán cà phê khởi nghiệp của các tỉnh. Do anh là giáo viên dạy tin học nên anh còn tự thiết kế logo, nhãn hiệu cho sản phẩm của mình để nâng tầm giá trị.